Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Trường ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nam Trường có về một số phô mai ha, hoành to, dáng thấy đa dạng. Rất mong quý vị ủng hộ cho em Trường ha. Rất nhiều dáng thế luôn. Có cây tự hành thú ha. Cái này hoành khá to này. Thấy đẹp luôn. Rồi, chào em. Dạ, chào anh Tâm. Cảm ơn chào cô chú anh chị em trên toàn quốc. Hôm nay em có về lưu cây phôi đế đẹp tàn đều về phục vụ giao lưu với cô chú anh chị em trên toàn quốc. Cây nằm tại phường 9 phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ship thì bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị em luôn. Rồi, em vào cây đầu tiên. Rồi. Số mấy em? Cây số 22. Dạ, tiếp clip trước luôn. Cây 22 thì chiều cao 85, tại cành đều luôn nha cô chú anh chị em. Đế nè, lớn nhỏ có đủ nha cô chú anh chị em. Quá trời luôn. Có chừng triệu luôn ha. Có chừng triệu luôn. Thôi, quạch thân luôn em. Hai mươi chín hoành nha cô chú anh chị em. Để đây. Chất lượng luôn. Cây này em giao lưu, cây 22 em giao lưu với giá là 2.200.000. 2.200.000 ha. Dạ. Hoành to. Hoành to đế đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Đây, cây 23. 23. To lực. Tay cành đều luôn. Chiều cao là 1m4. Để nơm luôn nha cô chú anh chị. Nơm đều ha. Uống lượng duyên dáng luôn. Tay cành đều, để đều luôn. Em vô hoành. Hoành là 22. Rồi. Sẽ dùng để luôn ha. Cây 23 em vô lưu giá 1.300.000. Rồi, bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị em luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Từng cây 24 nè. Đây, cây 24. Siêu phong ha. Cái hơi siêu. Chiều cao là 1m3. Cây cũ. Quá luôn cô chú anh chị em ơi. Đế quá trời đế luôn. Hoành. Đo hoành trên đây nha. 20. Rồi, đo hoành tổng nha. Là 35. Để đây. Đế này cô chú anh chị em. Quá xa bộ đế luôn. Chất lượng. Cây 24 giao lưu giá là 1 triệu. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, tiếp theo luôn em. Cây 25. 25. Chiều cao là 1m25. Dáng chật luôn. Đế nơm quái ha. Đế nơm quái luôn. Vô hoành luôn. 25 hoành nha cô chú anh chị em. Xây dòng đế luôn. Cái này em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. 25 giá 1 triệu luôn. Thế luôn em. Cái 27. 26 ha. 26. Chiều cao là 80. Rồi. Đó là cổng to lực nè. Đấy. Như cái cổng mặt trời luôn. Độc lạ ha. Rồi, quanh thân luôn em. 25 quanh. Rồi, xây dựng đế luôn. Chất lượng luôn cô chú anh chị em ơi. Cây này em giao, cây 26 giao lưu giá là 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này quái ha, tự hình thú nè. Cây 27. Chiều cao là 1m25. Rồi con này con gì cô chú anh chị em coi giùm, nói giùm em con này con gì cô chú anh chị em. Con này con gì nó ai biết không.
Đế độc lạ luôn cô chú anh chị em. Vô quanh 26 quanh. Đế này. À, đế này cô chú anh chị em. Độc lạ chứ. Cây 27 em giao lưu giá là 1.300.000. Rồi, 1.300.000 ha. Cái này quay quái luôn ha. Quái lạ luôn cô chú anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo luôn em. Cây 28. Rồi, 28. Tay cầm đều luôn cô chú anh chị em ơi. Chiều cao là 1m25 luôn. À, tay cầm đều luôn, vô hoành luôn. Rồi, hoành thân luôn em. 19 hoành. Rồi, xoay vòng luôn. À, đế, đế nơm, cũ, cục luôn. 28 giao lưu giá là 500. Rồi, giá mềm ha, chỉ có 500 thôi. Rồi, tiếp theo luôn em. 29. 29. Tay cành đều luôn, xanh tươi luôn cô chú anh chị em ơi. Chiều cao là 1m27. Rồi. À, cũng nở ha, để lên chào bá luôn. Này lên xù luôn nè. Em vô hoành luôn anh Tâm ơi. Rồi, hoành thân. 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Đế nè. Cũ, một cũ hết hồn luôn. Cây 29 em giao lưu giá là 1.500.000. Rồi, 1.500.000 ha. 1.500.000. Hoành khá to luôn. Tay cành đều luôn. Cũ nở luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. 30. 30, cái siêu phong luôn. 1m25 luôn. À, đế này cô chú anh chị em. Phía nào cũng có luôn. Lớn nhỏ có đủ. Ê, có chứ, có bạc bạc không vậy? Dạ có. Ờ, có 19. Rồi, hoành 19. À. 30 em giao lưu giá là 400. Rồi, giá mềm ha, là 400 thôi. Rồi, tiếp theo luôn em. 31. À, 31. Chiều cao 1m1. À, chừng hết hồn luôn cô chú anh chị em. Thấy cộng to lực ha. Vô hoành luôn. 38 hoành. À, xe dòng đế luôn. Chất lượng luôn. Cây 31 giao lưu giá là 2.400.000. Rồi, 2.400.000. Hoành to ha. Hoành to đấy đẹp luôn. À. Rồi, tiếp theo luôn em. Ây da. Lắc lượng nè. 32. Rồi, số 32. Chiều cao 80. À, uống lượng duyên dáng luôn. Đế này cô chú anh chị em. Đế nơm luôn. Vành luôn. 25 hoành. À. Bao sóng bao ship cho cô chú anh chị em trên toàn mọi miền đất nước luôn. Cây 32 giao lưu giá là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Chất lượng. Rồi, tiếp theo luôn em. 33. Tay cành đều luôn. À, chất lượng. 95. Rồi. Chiều cao. À, tay cành đều, uống lượng duyên dáng luôn cô chú anh chị em ơi. Vô hoành luôn nè. Không ăn gian mà. 19 hoành. Xây dựng đế luôn. Lớn nhỏ có đủ nha cô chú anh chị em. À, đế đều luôn á. Chất lượng luôn. Cây 33 giao lưu giá là 400. Rồi, 400. Rất mềm luôn ha. Quá mềm luôn cô chú anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo em. 34. Chiều cao 75. Rồi. À, thế này. Khá đấy ha. Để được chứ không phải là tệ của chú anh chị em.
chất lượng luôn, 15 hoành. Rồi, xe dòng đế luôn. À. Đây, có giá nha em. Cây 34 giao lưu giá là 400. Rồi, 400. Chất lượng. Đây, tiếp theo luôn em. Cây 35. Rồi. Chiều cao là 95. Rồi, tay cành to lực mà. Tay cành to lực luôn cô chú anh chị em ơi. Hoành thân 34 hoành. Xây dòng đế luôn. Chất lượng. Cây hoành to luôn. Đế cộng to lực luôn cô chú anh chị em. Cây 35 giao lưu giá là 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu ha. Đây là một cây hoành to luôn. Hoành to luôn. Tay cành đều luôn. Đây, tiếp theo luôn em. Lắc 36. Hình dáng nè. Tay cành đều luôn. Chiều cao 1m1. Rồi. Hoành thân 21 hoành. Để đây, quái ha. Đế nơm luôn. Có chân chịu luôn nè. Có chân chịu luôn cô chú anh chị em ơi. Cây 36 em giao lưu giá là 1,1 triệu. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này lùng lực ha. Lùng lực luôn, 37. Chiều cao là 65. Đế đẹp luôn nè. Cũ nở. Cái này cũng có hiện tượng bể sụt ha. Hoành thân là 31. Chất lượng luôn, đế nè cô chú anh chị em. VIP luôn ha. Quá VIP. Cây 37 em giao lưu giá là 2,3 triệu. Rồi, 2,3 triệu. Có ngàn cây đẹp luôn. 2,3 triệu cô chú anh chị em ơi. Có ngàn một cây đẹp về. Về tay liền, chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. 38. Siêu phong nè. Chiều cao 1m15. Rồi. Hoành thân 23 hoành. Rồi, xây dựng đế luôn. Lớn nhỏ có đủ nha cô chú anh chị em. Cái bột cái cám thì cũng đầy luôn. Cây 38 giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu ha. Tay cành đều luôn. Đó. Rồi, chất lượng luôn em. Cây 39. Rồi, 39. Tay cành đều luôn. Tay cành to lực luôn cô chú anh chị em ơi. Trời ơi. Chiều cao là 1m15. Hoành thân 28 hoành. Để đây, cộng to lực ha. Để cộng to lực luôn cô chú anh chị em ơi. Cái nơm luôn. 39 giờ lưu giá là 1,8 triệu. Rồi, 1,8 triệu. Chất lượng luôn. Tay cành đều luôn. Rồi, hoành to luôn. 40. Rồi, 40. Uống lượng luôn. 1m1. Rồi. Tay cành nè. Chà phá luôn. Cụp tay em. Này cơ hình thú luôn ha. Đế này của chú anh chị em. Hoành thân 30 hoành. Rồi. Xây dựng đế. Con này con gì cô chú anh chị em? Quái ha. Độc lạ luôn. Rồi, có giá nha em. Cây 40 em giao lưu giá là 3 triệu. Rồi, 3 triệu ha. Có một cây hình thú luôn, hoành to để đẹp nè. Bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, theo em. Cây này lắc lượng ha. Cây 41. Quái nè. Vàng ná luôn cô chú anh chị em. Chiều cao 1m05. Đế quái luôn ha. Đế độc lạ luôn. 30 hoành. Rồi. Để đây. Đế này cô chú anh chị em, chất lượng không? Xin sò luôn. Đây là 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Đây, nghe luôn em. Cái này lắc lượng ha. Dáng thì siêu phong nè. Ây da. 42. Chiều cao
1m40. Rồi. Hoành thân luôn. 28 hoành. Rồi, đế nơm cộng to lực ha. Đế nơm cộng to lực luôn cô chú anh chị em ơi. Chất lượng dáng hơi siêu. 42 em giao lưu giá là 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Rồi, tiếp theo luôn em. Dáng giật ha, nơm quái nè. 43. Chiều cao là 1m1. Rồi. Cái này quái ha. Thế nơm quái luôn cô chú anh chị em ơi. Có phòng ghế này khá to. Mấy 20 á. Hoành thân. 31 hoành. Rồi. Đo cộng ghế này cho cô chú anh chị em coi. 24 nha. Rồi, sang dòng nữa. Chất lượng luôn. 43 em giao lưu giá là 1.500.000. Rồi, 1.500.000. À, đây cũng là cây cuối clip của bên em. Mong cô chú anh chị em xem hết clip và giao lưu ủng hộ với bên em. À, cây tầm tại phường 9 phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. À, cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em thời gian qua. Và mong cô chú anh chị em ủng hộ em thời gian tới. Và em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em Trường nhiều ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho em Trường. Và bây giờ mình cũng tạm dừng đây nhé. Nếu là chia sẻ với kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.